Rồi, xin chào anh em nhé. Nay bên Đức Bình giới thiệu anh em bộ máy phanh sau của con Corona đời 87, 89. Quay hai mặt. Mã sản phẩm của nó đây, hàng này là hàng MK của Nhật Bản. Đấy. Đây Corona này, Seneca gì đấy này. Rồi. Anh em có cần gì thì alo cho mình nhé, 0979951855 nhé. Website bên mình là autorubin.com. Địa chỉ là 75 Lạc Nghiệp, Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, Hà Nội nhé. Xin chào anh em.